tôi nghĩ là với cái đội hình này thực sự anh Ten Hag sẽ đưa ra một chiến lược của dưới sẽ hơi băn khoăn một chút là mình đến đây để làm gì ấy. Anh nghĩ là hôm nay MU mới đá thật. Một cái gì đấy? MC mà anh đi, anh là MC à? Ok, chào mừng các bạn đã đến với bình luận trước trận đấu của Spy Room. Trận đấu hôm nay sẽ là trận đấu giữa Manchester United và Liverpool. Tôi nghĩ là với cái đội hình này thực sự Erik ten Hag sẽ đưa ra một chiến thuật cửa dưới ấy. Tại vì trong đội hình này chắc không giống có thể tấn công được ấy. Ngay như nhìn vào sự hiện diện của Elanga này, Marcus Rashford và Sancho thì tức là toàn là những vận động viên điển kinh, mình nằm cửa dưới xong rồi chụp chó đợi sai lầm và phản công bằng những cái pha nước rút của ba thanh niên này. Anh nghĩ sao về việc Casemiro về MU? Anh nghĩ là Casemiro về MU nó là hủy diệt trận này. Lisandro đá với cả Varane này. Anh nghĩ là tức là để nghĩ về một cái pha highlight của trận đấu này thì anh nghĩ là đó có thể là một pha mà Lisandro Martinez đè Van Dijk và đánh đầu. từ một phạt góc đi bay. Anh chính xác là một fan MU ấy, thức đến gần 2 giờ sáng để xem đá bóng xong rồi tưởng tượng ấy. Không chưa, anh nghĩ Lisandro Martinez là cầu thủ rất rất tài năng ấy. Nhưng mà không để nó phát đai đâu, mày phải có niềm tin chứ. Ok á, anh có muốn nói một điều gì để động viên tinh thần những người bạn của anh không? Vấn đề ở đây là chúng ta chắc chắn thắng. Thế anh thực sự nghĩ là đây không phải là một trận đấu khó. Anh nghĩ là kiểu nếu bạn là fan MU thì bạn hãy nhìn vào trận đấu này và bạn vui lên. Nghĩa là nếu mà chúng ta mà chẳng may có hòa ấy thì đó là tai nạn. Còn nếu mà chúng ta thắng thì đấy là điều hiển nhiên. Còn nếu phải chúng, thắng. Còn nếu mà chúng ta thua ấy thì đó đấy là anh nghĩ là chắc chắn là do thầy Ten Hag cố tình. Cầu thủ sẽ ghi tên mình lên bảng tỷ số ngày hôm nay anh đoán sẽ là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Scott McTominay. Quên rồi, Lisandro Martinez. Đúng rồi, Lisandro Martinez một cú đánh đầu bật cao đánh đầu. Đè đầu Van Dijk mà. Từ pha phạt góc của Anthony Anthony không được phạt góc mà Bruno Fernandes tạt lên, Lisandro Martinez nhảy trên đầu Van Dijk đánh đầu. Ghi bàn. Ok, có thể sẽ một đánh vào đầu Van Dijk. Chạy lên xong gõ vào đầu Van Dijk cái. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi xem MU chiến đấu với cả Liverpool. Ok, xin chào các bạn. Phần bình luận giữa trận đấu đúng không? Em là MC mà. Anh đi. Anh là MC à? Ok. Thực sự ấy, nếu mà cái đội về nhì C1 mà đá như này ấy, thì thực sự chúng ta cảm giác như là đã có thể vô địch C1 năm ngoài. Và thực sự hôm nay em lâu lắm rồi mới được xem lại một hình ảnh của MU như vậy. Nó sướng, nó đã. Theo anh em thì trong hiệp 2 này ai sẽ là người tỏa sáng tiếp theo? Thực ra Eriksen trận này đá rất hay. Thực sự Eriksen đá quá hay. Kiểu xây dựng lối chơi rồi có những đường truyền, nói chung cũng key pass rất ngon. Anh nghĩ là hiệp 2 người tỏa sáng rất là Eriksen. Ok, anh em vào vị trí ạ. Tạm dừng nhá, chúng ta vào vị trí thôi. Rồi, nó đã bắt đầu rồi.
Như vậy là trận đấu giữa Manchester United và Liverpool đã kết thúc với tỷ số cuối cùng là chung cuộc là 2-1. Nhưng về các cầu thủ của Man United thì chúng tôi đã thấy ở đây. Đây, một fan MU điển hình ra khỏi hàng và MU vô lối. Nhận xét gì về màn trình diễn của các cầu thủ? Em nghĩ thực ra kiểu không phải là do MU thực sự đã quá khác biệt so với những trận đấu trước mà thực ra trận đấu này là chúng tôi gặp đối thủ quá yếu. Chứ thực tế là mấy phút cuối bọn tôi cũng chạy thận đóng bìm. Thật đây là có một đây Nam Lưu thì đeo cái bình oxy khá to. Toàn ở đây thì đóng bìm. Còn tôi thì cũng phải chạy thận mấy lần. Tí thì phải đái ra quần. Nhưng mà anh thấy thực sự anh em mình rất là giống một những cái fan MU điển hình. Tức là vừa mới 2 tuần trước rồi. Vừa tuần trước rồi thua Brentford 4-0. Tuần này vừa thắng Liverpool 2-1 cái bắt đầu kiểu nghĩ về viễn cảnh của vô địch C2. Top 4 ngoại hạng, có khi là top 2 ngoại hạng. Em nghĩ là câu chuyện là thế mà kiểu mà chúng ta gánh lúc nào thì phải gánh phải niềm vui, niềm vui mà niềm vui tựa mình hiểu và một anh em bảo ai mà nhận mình là fan MU mà không như anh em mình ấy đúng không? Fan phong trào đây, fan phong trào, fan phong trào chứ fan chân chính là bây giờ đi bão đúng đang đi bão, đang đi bão. Ngày nào mà vui được thì mình vui ngày đấy, bởi vì mình còn trẻ mà, vì có thể ngay trận sau hai đứa khoái chém gãy chân rồi là bảy. Mọi thứ có thể xảy ra rồi đúng không? Kiểu thôi hôm nay mình vui được đã. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Là mình phải vui, thắng là Liverpool là được. Thua khoảng 19 độ còn lại là thắng Liverpool vẫn là ok. À không, 18 độ còn lại. Sorry. Thua tôi chỉ mình luôn. Thua đội trẻ.